Thanh Tùng kính gửi lời chào tới ngồi quý khán giả của Net Việt TV. Chào mừng quý đến tiết mục Hot Tips với Thanh Tùng. Hot Tips Thanh Tùng hôm nay xin được giới thiệu bên tay trái của Thanh Tùng bà chị xinh đẹp Ngân Hà. Ngân Hà thân ái chào tất cả quý khán giả của Net Việt TV. Bên tay phải của Thanh Tùng con gái Thanh Thảo. Thanh Thảo xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Net Việt TV. Bởi em nói thiệt với quý vị nha, em ghét lắm. Đời em ăn ghét mấy đứa nào nó màu mè lắm. Em thích cái gì mà đơn giản. Đơn giản, Lê thì cẩm hường. Tại vì bắt đầu với chương trình là hai người đẹp này gọi em: ê sao hôm nay giống Lê thì cẩm hường. Tại hôm nay em quá hường luôn quý vị. Ok, qua mùa thu rồi chị. Dạ qua mùa thu rồi. Thời tiết nó mát mẻ hơn, nó cũng đẹp hơn. Lâu lâu một lần cho em xí soạn bữa phô quý vị. Chương trình hôm nay tôi sẽ mang đến quý vị rất nhiều những thông tin quan trọng. Thí dụ là nhắc lại về việc làm sao để mình ghi danh lấy 4 bộ xét nghiệm Covid-19 miễn phí từ chính phủ liên bang. Rồi nếu mà quý vị nào mà là cư dân của địa phương của tụi em ở vùng Bay Area đó, thì tụi em có cái chương trình là mình ghi danh ngay bây giờ để được tham dự vào ở bên trong khu chung cư mới vừa xây xong mà đẹp vô cùng, dành cho những người họ dùng chữ cao niên nha. Họ dùng chữ cao niên, đừng chửi em, tội nghiệp. Họ dùng chữ cao niên từ 55 trở lên. Có nhiều người chửi em dữ lắm, mỗi lần em nói chữ cao niên 55 trở lên là chửi em quá trời luôn. Trời ơi trời, 55 mà nói tôi cao niên tôi không có chịu. Tôi mới có 55 mà nói tôi cao niên tôi không có chịu. Dạ, cái này là nhà đó cho quý vị đó. Rồi làm sao ghi danh, cũng như là chương trình hỗ trợ 5.000 đồng dành cho con em của mình nếu tụi nó là học sinh trung học ở địa phương. Tụi nó chỉ cần có những cái dự án quảng bá năng lượng sạch là nó có thể nhận được tiền thưởng 5.000 đồng. Nhiều chương trình hấp dẫn nữa. Tuy nhiên trước hết sẽ được giới thiệu với quý vị bảo trợ cho Hot Tip cho Thanh Tùng dạo thế này. Bạn đang khổ sở vì tiểu đường, cao mỡ, cao máu, mệt mỏi kinh niên, đau bao tử hay các vấn đề về sức khỏe khác, hay chỉ là muốn kiện thân khỏe mạnh hơn, thì sản phẩm hạt mầm gạo lứt Bio MR2 này là dành cho bạn. Xin gọi 1-800-338-4121 để biết thêm chi tiết. Và sản phẩm cũng hiện đang có bán tại tiệm Vạn Hòa Lâm trong khu Vietnam Town bên ngoài Grand Century Mall. Vạn Hòa Lâm là nơi đáng tin cậy khi quý vị muốn tìm kiếm những sản phẩm dược thảo uy tín chất lượng. Vạn Hòa Lâm trong khu Vietnam Town 979 Road Unit 7087, điện thoại 408-294-2354. Trung tâm Thuế vụ Hàng Lê, chuyên khai thuế cá nhân, hùng hạp thuế công ty, thuế thương mại, thuế nhân viên. Trung tâm Thuế vụ Hàng Lê đã dời về địa điểm mới 2114 Center Road Suite 22 San Jose, bên cạnh DMV và đối diện Costco, 408-279-5843. Nhà hàng phở 90 độ kể từ nay bà con mình có thêm địa điểm ăn khuya San Jose. Phở 90 độ ở mặt tiền khu thương mại Vietnam Town San Jose, mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 12 giờ khuya. Phở 90 độ trong khu Craigmore Milpitas mở cửa từ Chủ nhật đến thứ Năm, từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối. Riêng thứ Sáu và thứ Bảy mở cửa đến 9 giờ tối. Trung tâm chẩn đoán và điều trị tim mạch Cardiology Clinic of Northern và bác sĩ Đặng Văn Đáng. Bác sĩ Đặng Văn Đáng là bác sĩ tim tốt nghiệp từ các trường thuốc nổi tiếng ở New York, sinh ra và lớn lên ở San Jose, nhưng bác sĩ có thể nói lưu loát tiếng Việt. Cardiology Clinic of Northern trong khu thương mại Vietnam Town San Jose, 408-293-5900. Rồi, thưa quý vị, có thực vi vực được đạo trước khi nói về các tips, thì bây giờ mời chị Ngân Hà trước ha. Rồi tới Thanh Thảo sẽ chia sẻ những món nào cho cuối tuần này dành cho cả nhà của mình. Món nào để chị Ngân Hà? Đi chợ nha. Đi chợ đi rồi. Ngân Hà muốn chia. Ngân Hà đã từng chia sẻ cái món này rồi. Nhưng mà ngày hôm nay Ngân Hà có một cái bí quyết này, làm cho cái món này nó ngon hơn mà nó dễ ăn hơn. Đó là bánh mì hấp. Rồi kỳ trước Ngân Hà cũng đã chia sẻ với quý vị là bánh mì hấp á, là mình làm cái nhân á, là thịt nè, rồi xong rồi tôm nè, mình cắt hộp lũ rồi xong mình xào lên với củ sắn, mình xào lên rồi cái mình mới bỏ vô trong cái bánh mì. Sau khi mình hấp rồi đã bỏ lên trên bánh mì rồi mình cho hành mỡ vô. Nhưng mà quý vị biết không, nó có một cái này mà Ngân Hà ghét nhất là cái nhân của nó lúc nào nó cũng rớt trong nước mắm á. Khi mình cuốn tại cái nhân đó nó nhỏ, mình cuốn rau thơm rồi này nọ, mình cuốn vô cái mình chấm cái nó rớt toàn bộ xuống nước mắm hết trơn, nó không có kèm kẹp vô trong cái bánh mì để mà mình ăn nó có luôn cả cái vị thịt, vị tôm. Thì bây giờ Ngân Hà có một cách này nè, Ngân Hà làm nó giống như là bánh xèo vậy. Thường bánh xèo là mình á cắt cái miếng thịt đó nó mỏng mỏng phải không, rồi cái Ngân Hà cũng làm vậy, tôm Ngân Hà để nguyên một con tôm luôn. Thì sau khi mà mình hấp bánh mì rồi á thì Ngân Hà mới xào cái thịt với lại cái tôm á, rồi Ngân Hà
xếp nó vô trong cái bánh mì á, là nó nguyên một cái miếng như vậy luôn, nó không có bị rớt đi đâu á. Mình cuốn rất là dễ, cuốn với rau với lại mấy loại rau thơm này nọ đó, rồi nhớ Hà cho hành mỡ rồi với một ít hành phi vô, cuốn ăn rất ngon mà nó không hề rớt bất cứ một miếng gì, tại vì nó bự, ăn nó như là bánh xèo vậy đó. Cho nên ha, tự nhiên chị thích dễ sợ, chị muốn chia sẻ. Mà nếu quý vị không muốn mà mình làm cái thịt mà xào á, mình có thể làm cái này cũng ăn rất là ngon, nhưng nó hơi mắc công chút, đó là thịt khìa. Thịt mình, khìa. À, mình khìa. Nó ngon lắm, tại vì khi mình khìa là nó có gia vị trong đó nó nhiều hơn một chút nữa. Ăn nó ngon vô cùng luôn. Mà heo khìa hay bò khìa? Thịt heo, thịt heo. Ba chỉ, nhưng mà em để nguyên một miếng ăn khìa xong rồi mình mới cắt ra, rồi mình để đó, rồi mình cũng cho hành mỡ lên, rồi bánh mì hấp thì Ngân Hà cũng ra chia sẻ rất là nhiều rồi. Quý vị nhớ bánh mì cũ đừng bao giờ bỏ đi hết trơn á, mình chỉ cần nhúng, nghĩa là nhúng sơ qua nước á, rồi mình hấp á, là khi mà lấy ra hả là bánh mì nó mềm mềm, chứ đừng bao giờ nếu không nhúng nước nha, ăn rất khô, khó ăn lắm, nuốt không vô luôn, cho nên mình phải nhúng qua nước, hoặc là mình lấy cái gì mình xịt xịt giống như nó có cái mây nước ở trong đó đó, thì cái bánh mì nó sẽ rất là ngon. Rồi cái mình cuốn với rau, mình ăn với nước mắm. Nhớ nước mắm Ngân Hà chia sẻ rất là nhiều luôn, bí quyết, không có gì đâu, không có gì khó khăn đâu, cứ một mắm một đường và hai nước và nửa cái trái chanh, nghĩa là giống như muỗng nào thì mình sẽ làm đó, nửa muỗng canh chanh, rồi vậy cái mình bỏ hành, bỏ tỏi, bỏ ớt vô, rồi mình chấm ăn ngon vô cùng. Đó là cái mà chị muốn chia sẻ ngày hôm nay, là thay vì là mình băm thịt với lại mình tôm đó, mình cắt hụt lụ nó rớt ra ngoài hết, ăn nó đi mất cái cảm giác mà nó có thịt với tôm trong đó, thì bây giờ mình để nguyên miếng thịt luôn, mình cắt nó miếng miếng vậy nè, mình chải hẳn lên trong cái bánh mì, rồi tôm vậy mình để nguyên một con tôm lên luôn, rồi mình mới cho hành mỡ vô, ngon vô cùng. Vẫn ngon phải không? Ngon vô cùng luôn. Tiện hơn. Em lại nhớ cái món này hồi ngày xưa mà bà em cho em ăn là ăn với bì ta. Anh Tùng có ăn không? Tức là bánh mì hấp. À. Cũng cho mà hành mỡ. Trì thay vì là thịt thì lại cho bì. Ở nhà mẹ anh Tùng cũng làm với bì. Đúng không? Em nhớ đúng là cái món đó xong mà cũng rất là ngon, cũng là một thêm một cái nhân nữa. Nếu mà bì thì mình cũng trải lên thôi đúng không? Thì mình cũng trải rồi mình cuốn lại thôi. Em biết ngày xưa mà lúc mà chị ăn á, nó hay bị rớt ra, cho nên lúc nào chị cũng phải cuốn với bánh tráng. Tại bánh tráng nó mới giữ được cái nhân ở trong đó. Còn thôi nếu mà chị cuốn rau là nó rớt ra ngoài hết. Rớt vô trong cái chén nước mắm. Chén nước mắm hết trơn. Thành ra mình ăn nó mất đi cái vị thịt tôm. Thành ra bây giờ chị mới là có một cái cách đó là chị để nguyên miếng thịt nó bự ra. Lần đầu tiên á, mới nghe chị Ngân Hà giới thiệu mà ăn bánh mì hấp. Mà miếng thịt á, mình để miếng thịt to hơn chút thì nó không bị rớt ra. Chứ đa số mì hấp là bằm. Là cái miếng thịt đó mình luộc hay hay là mình không xào. Biết là mình y chang như là em làm mà bánh xèo vậy. Nó không khác gì bánh xèo chứ. Tôm cũng xào lên. Tôm cũng xào mà thịt cũng xào, xong mình để lên, mình cắt miếng thịt nó hơi dài dài để vừa hẳn vô trong cái miếng ấy. Là khi mình hấp là mình bỏ vô mình hấp luôn hay là Không. Khi mà em lấy bánh mì ra rồi cái đó mình đã xào sẵn rồi, bắt đầu em mới bỏ nhân vô. Ngon lắm em ơi, ăn gì nghĩa là nó không khác gì bánh xèo hết trơn. Nhưng mà thử, quý vị thử ha, cuối tuần này thử bánh mì, gọi là bánh mì vẫn là bánh mì hấp, nhưng mà làm theo cái kiểu của Ngân Hà, quý vị sẽ thấy nó khác liền, đúng không? Cảm ơn chị Ngân Hà rất là nhiều. Còn Thanh Thảo em có món gì không? Hôm nay thì em cũng chia sẻ một cái món này mà nghe nó cũng cũng tiết kiệm tiền vậy lắm, y như món mì hấp vậy đó. Mì gói. Mì gói? Dạ. Mì gói, nhưng mà Thanh Thảo sẽ mình sẽ xào với một cái sốt rất là đặc biệt, để ra mình có một đĩa mì xào rất là ngon. Nếu mà quý vị ăn mì gói với nước mình đã ngán rồi thì thử công thức của Thanh Thảo, thì Thanh Thảo tin rằng quý vị sẽ rất là thích. Dạ. Tức là lấy mì gói thay vì trụng nước sôi vô, thì mình lấy cái mì gói đó mình đem xào. Dạ. Nhưng mà nó đang cứng như vậy mà sao xào được? Trước khi mà mình xào thì mình phải làm cho mì gói nó mềm. Nếm mềm ra thì làm bằng cách của Thanh Thảo thì sẽ rất là dễ ăn, rất là ngon, không bị mềm cũng không bị cứng. Rồi như vậy quý vị chuẩn bị mì gói ra dùm cho Thanh Tùng, sau ít phút quảng cáo là cùng vào bếp với Thanh Thảo cho món mì gói nha quý vị. Thanh Tùng cứ gửi lời chào tới ngồi quý khán giả của Nét Việt TV. Chào mừng quý đến tới một Hot Tips với Thanh Tùng ở phần 2. Ở phần 1 thì chị Ngân Hà đã
chia sẻ cái bí quyết làm sao để cho mình chuẩn bị món bánh mì hấp mà ăn làm sao cho thịt nó đừng có rớt vào trong cái chén nước mắm, bằng cách là miếng thịt nó dài hơn một chút, có bỏ bì lên thì nó cũng cuốn lại, ăn rất là ngon. Cái cách của chị Ngân Hà khiến cho em nhớ lại, lẽ ra nên đặt cái món của chị Ngân Hà là bánh mì hấp mà không rớt một miếng nào. Bánh mì hấp vẫn trọn. Trọn vẹn đó. Trọn vẹn đó, không rớt miếng nào luôn. Đây là cái cách ăn bánh mì hấp của chị Ngân Hà. Còn nãy Thanh Thảo có hứa với quý vị là làm mì gói. Mì gói thì nghe bà con nói chợ mì gói là món dễ nhất. Dạ. Nhưng không, mì có cái Thanh Thảo khác à. Dạ. Khác làm sao đây? Bây giờ phải lấy mì gói ra, phải làm mềm trước. Đúng rồi em mới xào. Đúng rồi. Đúng không? Chị làm mềm bằng cách nào? À, thưa quý vị, hôm nay á, em sẽ hướng dẫn chia sẻ quý vị cái món là mì gói xào với rau củ. Thì rau củ thì tùy theo quý vị thích mua cái gì thì mình ăn cái đó, có thể thêm tôm, cũng có thể thêm thịt. Thì Thanh Thảo thì xào rau thôi, đó là rau cải ngọt. Thì đây là công thức mà Thanh Thảo dành cho hai gói mì gói. Làm cái cách nào để mì gói mình mềm? Thì nếu mà quý vị vẫn dùng cái cách cổ điển của mình là mình nấu nước sôi, mình rụng nhanh để mình vớt ra, đó cũng là một cách. Nhưng cách của Thanh Thảo thì nó sẽ mất hơn thời gian tí xíu, nhưng bảo đảm sợi mì khi mình ăn mình sẽ cảm thấy nó có chất lượng. Đó là Thanh Thảo sẽ hấp mì gói. Hấp như thế nào thưa quý vị? Quý vị Thanh Thảo tháo hai gói mì ra ha. Khi quý vị Thanh Thảo nhúng vô nước lạnh, nhúng vô cho ướt hết mì, bắt cái nồi hấp lên, hấp trong vòng 5 phút. Quý vị mang cái đó ra thì lúc đó cọng mì của mình nó sẽ mềm tơi vừa phải mà không có bị bủn, là do nó không bị ngấm nước. Rồi để sang bên, rồi mình mới đây mình chuẩn bị là rau Thanh Thảo hay xào cải ngọt sắc khúc để riêng một bên. Cái quan trọng của cái món này thưa quý vị đó là cái sốt. Thanh Thảo không xài bất cứ một cái gia vị nào trong gói mì gói hết, mà cái gia vị hoàn toàn do Thanh Thảo tạo ra. Và cái gia vị này cho hai gói, thôi nhắc lại hai gói nha quý vị. Và cái gia vị này vừa ăn khi mình có rau củ, còn nếu quý vị chỉ xào mì gói đơn giản không bỏ rau củ vô thì quý vị phải gia giảm lại để Thảo có bỏ thêm cải ngọt nha. Bây giờ đó là một muỗng canh dầu hào nè, nửa muỗng canh tương ớt, nửa muỗng canh tương cà, nửa muỗng canh nước tương, 1/4 muỗng cà phê nha quý vị bột nêm, và 1/4 muỗng cà phê bột ngọt. Rồi quý vị nửa muỗng canh đường nữa quý vị. Xong rồi quý vị quậy đều cái hỗn hợp đó lên, cho vào một miếng tiêu nữa. Rồi mình quậy đều đó lên. Xong rồi quý vị bắt chảo ha. Cho vào chảo một miếng hành tím á, băm á, bỏ vào. Sau đó quý vị sẽ cho cải ngọt vào xào sơ. Khi mà cải ngọt thấy nó hơi chín, hơi thôi, quý vị cho mì vào. Sau đó quý vị cho toàn bộ cái chén hỗn hợp nước sốt vào, trộn đều lên, xào qua, xào lại tí xíu, khi đã thấm hết rồi tắt lửa là quý vị sẽ có một dĩa mì xào, mì gói trộn rất là ngon. Thế nghe thấy đơn giản gì chơi. Đơn giản nhưng mà hơi mất công một chút. Hơi mất công, phải dùng hấp lên 5 phút. Chị mà hấp rồi xong kêu chị rửa cái nồi hấp đó trình biến. Nhưng mà quý vị, nó đáng cái công. Lý do người ta bảo rằng là mì gói ăn ngon miệng nhưng nó rất là độc hại cho mình, cho sức khỏe con người của mình về lâu về dài. Mà một trong những lý do khiến cho mì gói gây độc hại là cái bột nêm đó. Cái bột nêm đó nó giữ cho mì gói được thơm ngon, tất cả mọi thứ để cho vừa cái khẩu vị của mình, thì chính cái bột nêm đó nó là cái chất mà có thể gây hại cho cơ thể. Cho nên rất nhiều người bây giờ họ chọn ăn mì gói mà không trụng, không cần không dùng gia vị nêm của bột nêm. Họ tự làm riêng như vậy thì nó sẽ giảm đi cái mức độ gây độc hại dành cho cơ thể của mình. Và đây là một trong những cách cách mà mình có thể mình vẫn ăn mì gói nhưng mà mình có thể làm theo cách của mình vừa ngon miệng nhưng mà không có lo là bị ảnh hưởng sức khỏe, chỉ có điều hơi cực chống. Quý vị ơi, Tùng nói vậy thôi nhưng mà giờ Ngân Hà phải mét chứ quý vị. Tự nhiên cái cho Ngân Hà hả, mì lẩu Thái xong rồi nó ngon đến mức độ y chang như canh chua nha. Em có thấy cái nước không? Y chang như canh chua của mình. Ngon đến mức độ mà bây giờ ông xã của Hà mà hễ ăn cơm chiều á, thay vì đó ăn hai chén, giờ giả bộ ăn chén rồi nó xanh đâu, bữa nay no quá, để tối ông ăn mì gói mới ghê. Ông cắt chả lụa hay cắt chả quế rồi vô để ông ăn cái gói mì gói đó. Mà Hà nói mì gói anh ăn ít thôi, thí dụ như một tuần ăn một lần ok,
Không có, một tuần chị thấy ông ăn tới 3 lần. Bà ông cứ nói trời ơi sao nó bữa nay no quá, để tối ông được ăn mì gói. Quý vị có đồng ý là cái câu chuyện này đâu có lạ? Câu chuyện này không hề lạ, mà quả thật là cái bà mì gói bà hấp dẫn vô cùng. Hấp dẫn lạ lùng, tức là từ lúc ra đời cho tới bây giờ là gần một thế kỷ nha quý vị. Vậy mà mì gói mỗi ngày một phát triển và càng ngày nó càng đa dạng, chứng minh rằng cái gì? Nó có sức hấp dẫn lạ lùng bất chấp việc là rất nhiều các bác sĩ, các ngành y tế họ đã cảnh báo về tác hại của mì gói. Nhưng quý vị thấy không? Mì gói bán đắt như tôm tươi, đơn giản, giá thành nó rẻ, ăn quá ngon. Ăn quá ngon quý vị. Biết quý vị sao chứ, dân mà dân chạy xô như tụi em mà bay xô khắp nơi, trong hành lý đứa nào cũng phải có mì gói. Luôn luôn, cái là tùy theo khẩu vị, luôn luôn có mì gói. Nó ngon, bổ, rẻ, chính là mì gói. Chỉ có điều, đây là phân tích của khoa học chứng minh đàng hoàng. Nếu quý vị ăn mì gói, mà quý vị ăn mì gói ăn không, nó sẽ chắc chắn không ngon bằng mì gói mà ăn chung với thịt bò, chả lụa, chả quế và một cái lòng trứng hột gà. Đó là chứng minh khoa học nói vậy. Đó, ăn vậy thôi cũng gì bằng. Cho nên quý vị thử nha, có tuần này thử cái món mì gói nè, nó mới mẻ của mì xào, mì gói xào của Thanh Thảo. Rồi, như vậy là hai món của mình ngày hôm nay đều đơn giản, nghe nó đơn giản, đó món ăn chơi. Nhưng bảo đảm với quý vị nó ngon như ăn thiệt. Còn bây giờ còn ít phút của cái phần 2. Bây giờ mình tám cái dĩa đi ha, trước khi mình vô các tips ha. Đó là quý vị có đồng ý Thanh Tùng rằng là không riêng tiểu bang nào, không riêng thành phố nào, không riêng quận hạt nào, cái tình trạng mà các cửa tiệm bán lẻ đó họ đóng cửa càng ngày càng nhiều. Cái khu vực của nơi tụi em ở đó, cái vùng B area của tụi em đó, là hệ thống tiệm Safeway á, mà họ đóng cửa hàng loạt luôn. Chưa kể là hàng loạt những cái tiệm khác, Walmart hay là những cửa tiệm bán lẻ khác danh tiếng họ đóng cửa hết trơn. Mà một trong những lý do ta đóng cửa là bởi vì ăn cắp vặt nhiều quá. Ăn cắp vặt ở trong đó, chẳng những ăn cắp vặt mà vô gom đồ ăn cắp á, nhét vô trong người của mình á, mà có phối hợp, có kế hoạch tinh vi với nhau, khiến cho tình trạng mà đối phó với ăn cắp vặt cái chịu không nổi. Thì có nhiều cửa tiệm. Bây giờ nếu quý vị nghe thì chắc chắn quý vị sẽ đặt câu hỏi, quý vị nói trời ơi, dễ quá mà. Nếu mà ăn cắp vặt thì bắt nó, bắt giao kêu cảnh sát tới thì sẽ đối phó được. Dạ không, tùy tiểu bang. Em có nói quý vị nghe, ở tiểu bang Cali của tụi em á, nó có một cái đạo luật được thông qua bởi chính cử tri Cali thông qua. Đó là nếu như quý vị đi vô cửa tiệm bán lẻ, quý vị ăn cắp, miễn ăn cắp từ 950 đồng trở xuống thì nó không thành tội nặng, tội rất là nhẹ, thậm chí được tha nữa. Chính vì vậy mà tình trạng ăn cắp vặt trong các siêu thị tràn lan. Và bây giờ các siêu thị, các cửa hàng nó đóng cửa hết trơn, có gì. Bây giờ mới vừa rồi có một lời đề nghị của cựu Tổng thống Trump. Ông có lên tiếng, ông nói vậy trong cái hội nghị của Đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Cali á. Ông Trump nói trời ơi, dễ quá mà, nhân viên công lực của chúng ta rất là giỏi. Bây giờ tôi đề nghị như vậy, hễ ai đi vô các cửa tiệm mà ăn cắp đồ tiệm người ta đó, bắn cho tôi. Chỉ có cách bắn, tụi nó mới sợ, tụi nó mới không đi ăn cắp nữa. Ý kiến của diện sao, chị Ngân Hà, nên bắn không? Ăn cắp giặt mà bắn gây tội vậy? Nhưng nếu chị không mảnh tay thì nó tràn lan như Cali, San Francisco, San Jose, Oakland, Los Angeles, hàng loạt các thành phố lớn đều tràn lan cái chuyện ăn cắp vặt. Là bởi vì nhân viên không dám ra tay. Chủ bảo là đừng, không cần phải ra tay. Nó ăn cắp dưới 950 đồng có kêu cảnh sát tới không làm gì. Đó là tình trạng khiến cho ăn cắp vặt nó xảy ra tràn lan, đặc biệt tại Cali. Không mạnh tay thì nếu chị không đồng ý bắn thì theo chị biện pháp gì có thể làm được? Chị có nhớ một cái nước nào đó mà cái nạn ăn cắp vặt này rất là nhiều, cho nên nó chính phủ mới ra một cái điều lệnh là đứa nào ăn cắp vặt phải là cắt một ngón tay. Đó. Cắt chị, luôn một ngón luôn chị nha. Không có chịu bắn. Ông Trump đề nghị bắn chậm chậm, bắn cắt tay thôi. Cắt ngón đi. Cắt ngón, hãy mà ăn cắp cái cắt ngón, dù là ăn cắp bất kỳ món gì. Ăn cắp món gì? Không, chị nghĩ là nếu mà đồ ăn thì chắc người ta đói quá, người ta ăn cắp thì không nói gì, thôi kệ cho người ta ăn đi. Còn nếu mà những cái đồ mà nó xa xỉ một chút á, mà ăn cắp cái đó là giống như mình có chủ mưu đàng hoàng, mình ăn cắp để mình bán, mình lấy tiền á, thì đó thì mình ấy. Cắt tay ha. Trời ác dữ.
Theo em á thì không có nên bắn, tại vì cũng không phải là đến mức phải bắn, nhưng mà mình phải nâng cái tội đó lên. Ăn cắp vẫn là cái tội, dù cái số tiền đó là nhỏ hay lớn cũng tội, tại vì cái đó là giống như mình khích lệ cho người ta được ăn cắp với số tiền như vậy. Đồng ý là có những cái cuộc sống nó khó khăn, nhưng mà của mình cũng không có thể làm nó thành một cái tiền bạo lệ. Loạn gì đó, em thấy có vẻ như vậy. Mà gần đây nhiều cái video xem, mình cảm thấy rất là khó chịu. Dạ, theo em nghĩ vậy, bắn thì không bắn nhưng mà nên nâng tội lên. Nên không có nên có đạo luật là dưới 950 thì không thành tội lớn. Như vậy thì có tạo cho ta cái sự mạnh dạn để làm. Ok, rồi Thanh Thảo thì đề nghị nâng tội lên. Còn quý vị có ý kiến gì thì cho tụi em xin ý kiến của quý vị bên dưới cái clip ngày hôm nay ở trên YouTube, mình chia sẻ với nhau nha quý vị. Rồi sau 1 phút quảng cáo, tụi em trở lại với hàng loạt các tips mà hy vọng là quý vị sẽ rất là cần. Mời quý vị nhớ đón xem sau 1 phút quảng cáo. Thanh Tùng cứ là chào tới ngộ quý khán giả của Net Việt TV. Chào mừng đến tiết mục Hot Tips với Thanh Tùng ở phần 3. Hot Tips Thanh Tùng ở phần 3 chia sẻ với quý vị một vài lời nhắc nhở, một vài cái tips khi mà quý vị đi mua sắm ở các siêu thị, ở các cửa tiệm, mà khi quý vị tự tính tiền đó thì nên để ý một số các chuyện sau đây. Tuy nhiên trước hết sẽ được giới thiệu với quý vị bảo trợ cho Hot Tips với Thanh Tùng vào giờ này. Nhà hàng 360 đang nổi tiếng với vịt quay, heo quay, gà quay. Nhà hàng 360 đang được yêu thích với các món mì, cơm dĩa, cơm gia đình gồm canh chua, cá kho, thịt kho, heo sữa quay cho tiệc gia đình, tôm hùm sauce đặc biệt và party tray các loại như mì xào, cơm chiên, gỏi thái, gỏi chân gà rút xương, gỏi hải sản và các món chay. Nhà hàng 360 trong khu Vietnam Town trên đường Story Road San Jose, 669-230-6854. Xuân Vân Healthcare và Dược Thảo Toàn Chân tọa lạc bên trong khu Paloma Plaza, 3005 Silver Creek Road, San Jose. Mở cửa từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Trong thời gian này, mua 2 sản phẩm Menado sẽ được tặng 1 và mua 400 đồng sẽ được tặng cây son không phai trị giá 27 đồng. 408-528-9297. An Khang Mì Gia trong khu thương mại Vietnam Town, San Jose. Mở cửa từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối, đóng cửa thứ tư hàng tuần. 408-217-9496. Để đáp ứng nhu cầu gửi quà của quý vị đồng hương, công ty Lee gửi quà, Lee gửi tiền lẻ và Lee Travel sẽ tăng cường thêm các chuyến bay gửi hàng vào các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Kính mời bà con hãy ghé ra 3 chi nhánh. Chi nhánh 1648 Tolley Road 408-270-1027, chi nhánh 1912 Ebon Road 408-528-6789, chi nhánh 769 East Capitol Avenue Milpitas 408-586-9999. Paloma Cafe ngay mặt tiền của thương xá Grand Century Mall San Jose, chuyên phục vụ các món ăn dân dã Việt Nam, đang cần nhân viên phụ bếp và chạy bàn. 408-277-0922. Rồi, bây giờ thì cái chuyện đi mua sắm ở trong các cửa tiệm bán lẻ, trong các siêu thị, mình mua vài món gì đó ở trong Target, trong Safeway, ở Walmart thì bất kỳ nơi nào, và thậm chí ở Costco bây giờ cũng có những cái quầy để cho mình ra mình tự tính tiền lấy. Mình scan cái món hàng của mình qua máy, và rồi khi mà mình scan xong, khi tính tiền thì mình bấm cái nút thì mình cứ trả tiền, đúng không quý vị? Đa số là những cái nơi đó thì người ta chỉ nhận thẻ tín dụng, một vài nơi thì dùng tiền mặt thôi. Tuy nhiên thời gian gần đây thì một số các vấn đề đã xảy ra ở những nơi tính tiền tự động đó, mà Thanh Thảo là người đã từng chứng kiến. Em kể bà con nghe đi. Dạ, Thanh Thảo chia sẻ là như thế này. Thanh Thảo đi Target, tức là trước khi Thanh Thảo đã nghe một người kể, Thanh Thảo nghe rồi, nói là đi Target thì khi mà tính tiền á thì đi ra tính ở cái mà tự động tính tiền thì anh ấy mua chỉ có 2 món đồ thôi, thì khi scan qua thì lại tới 100 mấy chục đồng. Thì đó làm suy nghĩ liền, thì mới nhìn lại rằng là trước mình đã có ai đó đã tính rồi mà họ không có trả tiền, đâm ra mình scan là mình scan tiếp, thì lúc đó sẽ kêu nhân viên tới, thì người nhân viên của Target khi họ nhìn là họ lắc đầu, và cái thái độ của họ cho biết rằng là cái chuyện này
nó xảy ra thường xuyên lắm. Thì đó là, và người anh ấy bị hai lần, còn cái bản thân Thanh Thảo là bị một lần, do Thanh Thảo tới đã được nhắc nhở rồi. Khi Thanh Thảo tới quầy tính tiền của target đó thì Thanh Thảo nhìn vô thì thấy trên đó đã có sẵn 40 mấy đồng rồi. Cho nên nếu như mà với trường hợp mà mình mua đồ nhiều, thưa quý vị scan rồi lên một số tiền, là ví dụ như trên lệch vài chục đồng, có thể chúng ta sẽ không để ý tới. Thì chúng ta đút thẻ mình vô là mình đã trả tiền cho những người đi trước rồi. Mà cái chuyện này thì Thanh Thảo nghĩ rằng khi mà cá nhân Thanh Thảo một lần, mà người quen của Thanh Thảo cũng hai lần, thì Thảo nghĩ sẽ có rất là nhiều xảy ra ở những cái chỗ quầy tính tiền tự động này. Costco thì Thảo nghĩ chắc không xảy ra, tại do Costco mình đi ra cửa mình phải có cái receipt. Còn Target và Walmart thì có thể sẽ xảy ra chuyện này. Thì đó là lời mà Thanh Thảo muốn nhắc nhở quý vị. Thậm chí có người nói rằng là nếu như mà nó scan rồi mà không trả tiền, xách giỏ đi ra, thì do cái đạo luật là chính dưới 950 thì nhân viên Target cũng không thể nào làm gì họ hết. Thì mình chỉ nhắc nhở nhau để mình không phải trả cái khoản tiền mà người ta đã lấy. Mà cái cửa tiệm mà em vô tính tiền xong nhìn thấy thì dư 40 đồng của người trước, đó là San Jose. Ở San Jose mình cả hai cái target mà anh Thảo vừa nói được ở San Jose hết. Một cái nằm trên đường Tolley Kushner ngay khúc đó, và một cái nằm ở đường Cotto ở khúc Blossom Hill. Đấy, quý vị cẩn thận quý vị. Còn một lời nhắc nhở khác là dành cho những quý vị, nhất là quý vị phụ nữ khi đi đổ xăng một mình. Khi thường á, không riêng phụ nữ Việt Nam, đa số quý vị phụ nữ là trong xe là có cell phone, có smartphone, phải không? Rồi có cái túi sách ở trong đó, rồi cũng có thể có cả thẻ tín dụng trong túi sách. Dĩ nhiên, phụ nữ Á Đông thì có thêm ví dụ tiền mặt ở trong đó. Khi đổ xăng thì chuyện gì xảy ra? Cái túi sách vẫn nằm ở cái túi ở bên này. Rồi, cửa xe của cái tài xế mình á, thì mở. Còn mình á, thì đi đổ xăng, cắm cái giòi đang bấm thẻ để trả tiền xăng. Thì đó là lúc tuyệt vời nhất, lý tưởng nhất cho kẻ gian. Nó ăn cắp xe của mình. Thứ nhất là ăn cắp xe, và thứ nhì là nó mở cửa xe ở bên hành khách, nó chụp lấy cái túi, nó bỏ, nó chạy. Và chuyện này đã xảy ra rồi ở một số các cây xăng khác nhau, chưa xảy ra ở San Jose. Nhưng mình có thể dùng nó những câu chuyện, tại vì nó đã xảy ra những nơi đó rồi, thì nó vẫn có thể xảy ra ở San Jose được. Thành ra quý vị, nhất là quý vị phụ nữ, thường thì nam giới thì ít trở thành nạn nhân lắm. Nam giới thì mình không có những cái túi sách để ở đó, mà mình chỉ là túi sách để trong túi quần thôi. Thành ra quý vị, lời khuyên là gì? Nhất là quý vị phụ nữ khi đi một mình đi đổ xăng, thì chuyện nên làm là gì? Cất cái túi sách đó ở một cái nơi mà ở ngoài họ không nhìn thấy. Điều thứ nhì, đóng cái cửa xe lại, lóc tất cửa, cả cái cửa xe của mình. Kẻ gian có tới nó mở cũng không có được. Thế là mình không có mời gọi nó, quyến rũ nó để tới cướp xe của mình. Cướp xe rồi nó có thể làm bất kỳ điều gì khác nữa. Thành ra quý vị cẩn thận giùm em, cẩn thận rất là nhiều cho cái vụ này. Rồi, với lại thời gian gần đây, riêng ở vùng San Jose của tụi em thôi, em khoan nói những nơi khác, hàng loạt các cửa tiệm đã bị cướp vào lúc nửa đêm. Họ cướp bằng thủ đoạn gì? Mới đây nhất ngay trong mùa trung thu, thì một cửa tiệm chuyên bán các loại bánh ngọt, bánh nướng, bánh trung thu, bị kẻ gian có gì? Nó lấy chiếc xe truck mà nó ăn cắp. Nó tông vào cửa chính lúc nửa đêm. Sau khi cửa chính bị đổ ngã rồi thì các kẻ gian nó đi bộ vào bên trong, nó hốt hết tiền mặt còn sót lại. Và đặc biệt, nó hốt, nó phải hốt bánh trung thu, nó hốt vé số cào của cửa tiệm đó bán. Rồi nó đi ra, có một chiếc xe khác chờ sẵn chở nó đi, nó để lại hiện trường là chiếc xe truck mà nó ăn cắp. Thành mà không phải một, nó sẽ rất là nhiều chuyện. Mình chia sẻ với nhau để nhắc nhở nhau về cái câu chuyện là không để lại tiền mặt ở trong tiệm. Và Thanh Tùng biết, quý vị cố ý để làm ít tiền mặt là để làm chi? Để nhân viên ở cái buổi sáng ngày hôm sau khi họ thôi đi làm, họ có chút tiền để họ thối cho khách nếu mà khách cần. Tuy nhiên quý vị, để lại tiền ở trong cửa tiệm hết sức là nguy hiểm. Và đặc biệt, nhất là những cửa tiệm nào bán vé số cào, cẩn thận giùm em, cộng đồng Việt Nam của mình cẩn thận nha. Rồi, còn bây giờ, ngoài ra cho em nhắc với quý vị rằng là chính phủ liên bang họ mở trở lại chương trình phát các bộ xét nghiệm COVID-19 miễn phí tại nhà. Vụ này thì đã nhiều lần trước đây rồi, rất là nhiều lần rồi. Cứ một căn nhà là được 4 bộ xét nghiệm miễn phí, bất chấp trong nhà quý vị có bao nhiêu người. Cứ một căn, một cái địa chỉ nhà là 4 bộ xét nghiệm COVID. Thành ra nếu như quý vị cần các bộ xét nghiệm thì
quý vị truy cập vào trang web của chính phủ, đó là covidtest.gov, covidtest.gov. Vào trong đó điền một vài thông tin cá nhân của mình, ví dụ như địa chỉ nhà, địa chỉ của email để liên lạc và rồi số điện thoại của mình. Đơn giản vậy thôi. Vài ngày sau thì bưu điện sẽ mang các bộ xét nghiệm COVID-19 đó về tận nhà cho quý vị. Không có cước phí gì hết, không có tốn tiền gì hết. Mình cứ trữ ở đó để phòng ngừa khi cảm thấy có gì bất ổn thì mình có để mà mình xài. Đặc biệt quý vị ơi, những ngày quý vị để ý đi, những cái tháng lạnh của mùa thu, tháng lạnh mùa đông và tới mùa xuân á, là tháng mà COVID nó rần rần. Chừng đó cần một cái rồi không biết lấy đâu ra. Thiệt, cần biết rồi mới lấy đâu ra. Quý vị cứ ghi danh nha quý vị, covidtest.gov, covidtest.gov. Còn riêng ở San Jose mà quý vị không tiện lên internet đó, quý vị cứ ra nhà thuốc Better Health ở trên đường Santa Clara, thì họ đang phát các bộ xét nghiệm COVID-19 hoàn toàn miễn phí cho bà con của mình. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần có bảo hiểm y tế, dẫn những các bộ xét nghiệm COVID-19 miễn phí ở nhà thuốc Tây Better Health nha quý vị. Rồi, sau ít phút quảng cáo, tụi em trở lại với thông tin liên quan tới việc ghi danh cho nhà ở giá cả phải chăng dành cho quý vị cao niên, quý vị nhớ đón xem. Thanh Tùng kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán giả của Net Việt TV. Chào mừng quý đến phần cuối của tiết mục Hot Tip với Thanh Tùng ngày hôm nay. Như lời đã hứa, Thanh Tùng sẽ chia sẻ với quý vị hai câu chuyện dành cho bà con của mình ở địa phương. Nãy giờ mình nói chuyện chung, và riêng bà con mình ở địa phương ở vùng Bay Area thì xin lưu ý. Đầu tiên á là câu chuyện về việc ghi danh cho một khu chung cư với giá rất phải chăng thời điểm này ở ngay địa phương, ngay Cali mà đi thuê nhà mắc mỏ lắm. Thành ra họ có những cái khu nhà được gọi là affordable housing đó. Thì đây là những khu nhà giá cả phải chăng vô cùng. Đây không phải housing, đây không phải chương trình housing nha quý vị. Đây là những căn nhà được thuê với giá cực kỳ phải chăng dành cho những người có thu nhập thấp và rất thấp. Thì đặc biệt điều kiện phải từ 55 tuổi trở lên và họ dùng chữ là senior. Senior là gì chị? Là cao niên chứ gì? Cao niên, mà nhiều người không chịu đó. Nhiều người không chịu. Mà em có nói những cái vị cao niên từ 55 tuổi trở lên, thế nào em cũng bị chửi hả? Vậy mới có 55 tuổi kêu tôi cao niên hả mình đấy? Nữa, các em bị chửi vậy hoài. Thế bây giờ dùng chữ những gì nào từ 55 tuổi trở lên thì đủ điều kiện cộng với lại thu nhập thấp nha quý vị. Khu chung cư này có tên gọi là Kiefer Senior Apartments nha. Rồi, khu này gồm có tổng cộng 80 phòng. Trong đó là họ sẽ dành cho 46 phòng là dành cho những người vô gia cư. 80 mà hết 46 phòng dành cho người vô gia cư rồi. Hơn một nửa. Còn lại đó thì 8 phòng khác dành cho những quý vị là cựu chiến binh của Hoa Kỳ. Rồi, một phòng thì dành cho manager ở đó. Thì phần còn lại nè, cái phần còn lại này mới dành cho những quý vị nào ghi danh vào ở. Thì vì lý do đơn ghi danh chắc chắn sẽ rất là nhiều, mà số phòng còn sót lại có thể thấy có bao nhiêu phòng đâu. Tại nên người ta sẽ dùng hình thức là sổ số. May mắn mà ta sổ đúng ngay tên của quý vị thì quý vị được mời vào ở bên trong khu chung cư. Thế thì khu chung cư này đó, họ gồm có loại studio, họ có chung cư một phòng ngủ, chung cư hai phòng ngủ, ba cái dạng đó thôi. Thì quý vị hứng thú với loại phòng nào quý vị ghi trong đơn của mình, rồi người ta sổ số, quý vị trúng số thì người ta mời quý vị đến ở, trả tiền thuê với giá rất phải chăng. Tuy nhiên bù lại thì thu nhập của quý vị cũng bị xét rất là gắt gao. Thu nhập của quý vị phải từ 20-60% thu nhập trung bình của cả vùng. Có nghĩa là như vậy, thu nhập Thanh Tùng là thí dụ thôi, thu nhập trung bình của cả vùng của mình á là 100.000 đồng một năm, thì tối thiểu quý vị phải làm ra là 20.000 đồng để có tiền trả tiền nhà. Và tối đa mà lương quý vị làm ra phải là 60%, tức là 60.000 trở xuống. Ví dụ như vậy, nó nằm trong khoảng đó thôi. Quý vị lỡ mà nhích hơn chút cũng không được, thiếu một chút cũng không được, phải nằm trong cái đó. Thì đây là khu nhà dành cho những quý vị 55 tuổi trở lên có thu nhập thấp. Quý vị nào có nhu cầu thì quý vị lấy đơn ở trên mạng ghi danh liền.
thời gian họ mở ra để nhận đơn của quý vị là 1 tháng 10 cho tới 18 tháng 10 2023. Tức là thời gian mình không còn lại nhiều hết trơn á. Còn vài ngày nữa là hết rồi nha quý vị. Quý vị có thể lấy đơn ở trên mạng, hoặc nếu mà quý vị không quen sử dụng mạng xã hội, không quen sử dụng internet á, thì quý vị có thể gọi cho họ. Gọi cho họ số 408-730-6905. Còn quý vị nào cần đường link để ghi danh thì vào YouTube của Net Việt TV, hoặc là đi tìm YouTube Hot Tips với Thanh Tùng tuần này, quý vị sẽ thấy có đường link ở bên dưới cái clip của ngày hôm nay. Copy and paste về trang nhạc của mình ghi danh sớm nha. Rồi, đó là một. Bây giờ qua tới câu chuyện thứ nhì, đó là các em học sinh trung học ở Santa Clara, các em có thể sẽ được nhận tiền thưởng lên tới 5.000 đồng. 5.000 đồng dành cho các em trung học. Là đây là chương trình dành cho những em nào mà tham dự vào cái chiến dịch quảng bá về việc sử dụng điện sạch, sử dụng điện có hiệu quả. Các em sẽ tham dự bằng cách gì? Các em sẽ có những cái dự án. Mình có thể dùng hình vẽ, mình có thể dùng video clip, hay dùng bất kỳ một cái phương tiện nào đó để quảng bá với người dân, nâng cao ý thức của người dân về việc tiết kiệm điện, sử dụng điện sao cho hiệu quả, sử dụng điện sạch. Thì đây là cái dự án dành cho các em nhỏ. Miễn các em là trung học ở địa phương, các em mà tham dự đó, các em gửi cái dự án của mình về cho ban tổ chức, ban giám khảo họ chấm. Họ sẽ chấm cái gì? Họ chấm nội dung, họ chấm thông điệp của các em gửi tới, họ nhắm vào đối tượng nào các em nhắm tới trong việc nâng cao ý thức về việc sử dụng điện đó. Họ thấy có hiệu quả thì họ sẽ trao cho các em 5.000 đồng một năm hai lần. Nha quý vị. Và hạn chót để ghi danh á, thì một năm hai lần mà. Lần thứ nhất là hạn chót là 30 tháng 6, và lần thứ nhì hạn chót sẽ là 31 tháng 12. Quý vị phụ huynh nào nghe tin này và muốn đem cái thông tin này nè về cho con em của mình để coi tụi nó có hứng thú vào cái chuyện mà tạo ra cái dự án vậy hay không, thì cái này là một công hai chuyện. Nó sẽ giúp kích thích con em của mình tham dự vào các hoạt động xã hội. Để nó sẽ có lợi cho con em của mình sau này khi tụi nó lớn lên, nó có kinh nghiệm. Và thứ nhì, tham dự vào mà có tiền thưởng lên tới 5.000 đồng thì tại sao lại không? Quý vị phụ huynh cần trang web, cần đường link để biết thêm chi tiết và để ghi danh cũng vào YouTube Net Việt TV, hoặc là vào YouTube Hot Tips với Thanh Tùng tuần này sẽ có đường link dành cho quý vị. Và nãy giờ mình sẽ có tổng cộng là 3 đường link. Một đường link là để quý vị ghi danh lấy 4 bộ xét nghiệm COVID-19 miễn phí tại nhà. Đường link thứ nhì là để ghi danh ở nhà dành, giá cả phải chăng, dành cho quý vị 55 từ đó lên, không dám chữ cao niên, 55 trở lên. Và thứ ba là đường link dành cho quý vị phụ huynh lấy về cho con em của mình nha. Giờ có 3 đường link. Rồi, bây giờ mình chỉ còn lại có ít phút thôi. Thì hiện bây giờ đó, ở ngoài rạp, nó đang chiếu bộ phim Exorcist. Đây là cái phim original, phim nguyên thủy của 50 năm về trước. Đây là của 50 năm về trước nha quý vị. Và bây giờ, để kỷ niệm quỷ ám hoành hành cả thế giới và nước Mỹ 50 năm, họ sẽ chiếu lại cái bộ phim original là Exorcist. Quý vị đã đi xem chưa? Em hỏi thăm chị Ngân Hà, chị có đã xem bất kỳ phim nào về Exorcist, quỷ ám chưa? Sợ ma thấy mồ mà coi cái gì, không bao giờ dám. Phim kinh dị cũng không coi, phim quỷ ma gì cũng coi, coi xong là tối khỏi ngủ luôn. Chị đó hả? Chị chết nhát lắm. Ok. Em thì em không có coi bất cứ một phim kinh dị nào ha, phim mà gọi là đánh đấm mà hại nhau em cũng không coi. Để em nói thật, em phim cung đấu á mà em còn sợ, những lúc mà ghê quá là em tắt, em không dám dám coi á. Nhưng mà cái phim quỷ ám á là hai đứa nhỏ nhà em rất là thích coi. Trước đây hai cháu coi, Thanh Thảo cũng nhớ coi một bộ phim quỷ ám mà con hai đứa nhỏ trong nhà bị hai con quỷ nhỏ nó ám đó. Là tới lúc đó là coi như là cái mền nó che mặt cái nè, cho nên nó che mặt nhưng vẫn thích coi. Dạ, là tâm lý. Dạ. Con Thảo mỗi lần nó khó coi phim kinh dị đi, cái xong thì con gái nó để con lấy cho mẹ cái mền. Lúc nào là Thảo cũng che mặt, úp mặt vô tường không có dám coi. Chị nhớ hồi đó chị, lúc chị sanh cái đứa con đầu lòng á, cái ông xã chị á, tối á, tại ông cũng phải thức để ông pha sữa cho nhỏ uống á, thành ra ông hay mở phim ma, ông coi, nó coi phim ma điện á, em biết không, mà ông coi con ma điện sao mà chị sợ lắm. Nhưng mà tại vì ông coi thì mình cũng phải coi. Coi xong rồi em biết không, đến lúc mà con chị nó khóc, chị nhìn nó giống cái trang ma điện nữa. Cái đầu nó trọc quá em biết không. Chị nó sao ghê vậy, không nó cái gì ghê. Chị nó cho sao cái đầu nó giống ma điện vậy, không nó chứ. Thì
nhỏ này mình xanh nó đâu có tóc đâu. Đến đủ như vậy luôn. Sợ nên... quá. Đó, không biết sao quý vị ơi, em thì em rất là mê coi phim kinh dị. Thanh Tùng rất là mê coi phim ma, phim quỷ. Tức là phim ma, phim quỷ là Thanh Tùng rất là ít khi bỏ qua. Mà thường coi riết là nó lờn hay sao á. Em bây giờ em chắc là coi em lờn luôn quý vị. Chỉ có một phim mà phim về ma đó, mà phim ma của Nhật chiếu ở Mỹ, nói tiếng Anh là The Crush Number 2. Crush là sự hận thù á, mà phần 2. Nếu quý vị ở nhà mà có Netflix, quý vị có thể coi Crush Number 2. Không kinh dị, em trả tiền lại cho quý vị. Còn một cái phim nữa, không phải kinh dị, mà là cái dạng phim mà nó làm cho Thân Tùng bị ám ảnh á, mà sợ đó. Lần đầu tiên coi phim mày biết sợ, chứ còn ma quỷ là hết sợ rồi, bởi vì em là quỷ rồi. Em không còn sợ ma quỷ nữa. Nhưng mà cái bộ phim mà làm cho Thân Tùng sợ, quý vị có thể tìm cũng ở trên Netflix, phim Lovely Bones. Là xương, xương. Câu chuyện kể về một bé gái rất xinh đẹp bị một người đàn ông hàng xóm bắt cóc, hãm hiếp và sát hại. Nó chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng cái diễn tiến của bộ phim, cha mẹ của bé gái chạy đi tìm con, thậm chí nghi ngờ là ông này bắt cóc con mình, nhưng tới nơi rồi, vô căn nhà rồi, không tìm thấy tung tích. Bộ phim nổi da gà từ đầu cho tới cuối, Lovely Bones nha quý vị. Còn riêng trở lại với bộ phim quỷ ám Exorcist hiện đang chiếu ở ngoài đó, quý vị có thể là bây giờ thì có thể ở trên màn ảnh của TV của mình là một số hình ảnh của cái trailer của bộ phim. Là nếu quý vị nào mà đủ gan dạ, quý vị có thể vào xem phim Exorcist. Được không quý vị? Nhà cuối tuần này. Tuy nhiên, Thanh Tùng có hỏi một số bạn bè là tại sao quỷ á, nó chỉ lựa những cái cô gái nhỏ để nó nhập vào, nó ám thôi. Mà nó không nhập vào người lớn. Thì câu trả lời là vì tâm hồn của các em còn bé bỏng, còn ngây thơ, còn mong manh, cho nên quỷ nó sẽ dễ ám vào. Và bộ phim này là dựa trên câu chuyện có thật ở Mỹ. Là họ làm hoàn toàn có thật. Nhưng mà bên nhà thờ Công giáo thì Thanh Tùng được biết là nhà thờ Công giáo cũng đã có nhìn nhận về cái hiện tượng quỷ ám này. Riêng Thanh Tùng chỉ có đặt một cái câu hỏi là thật sự quỷ nó không chỉ ám các tâm hồn bé bỏng đâu, mà nó ở trong tất cả mọi người. Ai cũng có phần thiện và phần ác. Thì cái phần ác đó là hiện thân của quỷ dữ. Chỉ có điều là phần thiện mình nhiều hơn, mình khống chế được nó hơn, để cho nó không có bộc lộ ra ngoài, cho nó hại người mà thôi. Nhờ quý vị. Rồi, cảm ơn quý vị đã theo dõi tiết mục Hot Tips cho Thanh Tùng vào ngày hôm nay. Chị Ngân Hà xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại. Thanh Thảo xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị. Rồi, ba chị em có thể em chúc quý vị cuối tuần vui vẻ.